OK. Xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc. Đây là chiếc Surface Pro 9, chiếc laptop mới nhất đến từ nhà Microsoft. Năm nay thì up sản phẩm mới của Microsoft nó không có quá nhiều những sự thay đổi lớn, đa phần là refresh lại và thêm một số những mẫu độc lạ như là màu xanh dương, xanh lá và một số phiên bản giới hạn. Tuy nhiên, Surface Pro 9 là dòng máy cực kỳ cá tính của Microsoft và lâu lắm rồi mình cũng không review một chiếc Surface Pro nào cả. Nên ở trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ lại với cả anh em hơi kỹ kỹ về những trải nghiệm mà mình mới cảm nhận được với chiếc máy này nhé. À, trước tiên thì mình cũng xin phép được cảm ơn cửa hàng Thinh Pro đã cho mình mượn sản phẩm để mình chia sẻ với cả anh em. Anh em muốn mua những sản phẩm chính hãng hay là nhập khẩu mới nhất thì đều có thể là ghé qua Thinh Pro nha. Và mọi thông tin chi tiết về chiếc Surface Pro 9 này thì mình sẽ để đường link phía bên dưới để mà cho anh em có thể tham khảo kỹ hơn nhá. Ok, hãy cùng bắt đầu với cái thiết kế đi, vì đây là điểm mà ấn tượng nhất trên chiếc máy này. Đây là dòng máy tiên phong cho phong cách thiết kế có chân kickstand. Và với cái chân kickstand này thì anh em có rất là nhiều kiểu để mà tương tác với chiếc máy này. Ví dụ như là anh em có thể là mở hẳn ra để mà viết vẽ, check note trên cái bàn phím này, hay là gắn bàn phím vào để mà sử dụng nó như một chiếc laptop, hoặc là bỏ hết ra và sử dụng nó như làm chiếc tablet vậy. Và dù đến bây giờ đã có khá là nhiều những dòng máy học theo kiểu thiết kế này, nhưng mà cái điểm khác biệt của Surface Pro ấy, là nó được Microsoft chọn chất liệu xịn nhất, chọn công nghệ gia công tốt nhất để tạo nên một cái sản phẩm có cảm giác sử dụng là cao cấp nhất. Từng đường nét của nó, nó không những sướng mắt về mặt phần nhìn và cảm giác sờ hay là chạm vào nó cũng rất là đã tay. Bề mặt của nó được làm hơi sần nhẹ, nó tạo độ bám tay hơn chứ không trơn tuột như là theo kiểu MacBook. Ở đấy, mình không có ý chê MacBook nhá, bởi vì mỗi kiểu này nó sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. À, kiểu của MacBook nó trơn ấy thì nó sẽ bền hơn và nó sẽ khó bị bám bẩn hơn. Còn kiểu làm sần này thì khi mà sờ nó sẽ sướng tay hơn nhưng mà nó lại dễ để lại các vết hằn hơn. Nhưng mình nghĩ rằng khi mà anh em dùng cẩn thận ấy thì cũng không gặp vấn đề gì cả đâu, bởi vì độ sần của chiếc máy này nó cũng sẽ chỉ ở mức vừa phải mà thôi. Các cạnh của máy nó cũng được bo hơi vòng lên nhẹ để mà khi mà cầm lên nó sẽ không bị cấn. Mọi chi tiết nó đều được làm tối giản và liền lạc logo Microsoft được làm sáng bóng lên theo phong cách lịch lãm. Và để mà cảm nhận chung về phong cách thiết kế của chiếc Surface Pro 9 này, thì mình thấy rằng là có những sản phẩm nó tối giản nhưng mà lại hơi nhàm chán. Nhưng mình tin chắc rằng nó sẽ không phải là chiếc Surface Pro 9 này. Ở chiếc máy này nó có sự tối giản, nhưng mà song song với đó thì nó cũng có những nét nó rất là riêng. Và mình thấy rằng nó rất là tương xứng đối với cả một thương hiệu lớn như là Microsoft. Có khen thì cũng sẽ có chê. Cái mà mình chê ở đây đó chính là thiết kế tính năng nó đã không có gì thay đổi thôi. Đã thế mang shop lại bỏ luôn giáp cắm tai nghe 350mm đi Hiện tại là mình đang sử dụng một chiếc tai nghe over ear và công nhận là nó có true wireless thật đấy Nhưng mà mỗi khi mà cái chiếc tai nghe đó hết pin thì mình lại muốn sử dụng dây kết nối với cả laptop Và bây giờ thì mình đã không thể làm được điều đó với chiếc Surface Pro 9 này À, thực ra là cũng có một chút sự thay đổi ở cổng kết nối Đó là Microsoft đã đưa hai cổng Thunderbolt từ bên phải qua bên trái Đỉnh đấy, Tóm lại thì thiết kế giữa Pro 8 và Pro 9 là gần như không hề có bất kỳ một sự thay đổi nào cả Và trong suốt quá trình trải nghiệm thì mình thấy rằng là Mình cũng không có quá nhiều những sự động lực để mà nâng cấp lên phiên bản Pro 9 này Nên là chắc chắn rằng mình cũng sẽ không khuyên anh em là nên mua chiếc Surface Pro 9 này Trong khi mức giá của chiếc Surface Pro 8 nó đang khá là dễ thở hơn Nhưng mà thôi, như lúc đầu mình cũng đã có chia sẻ với các anh em rằng là lâu lắm rồi mình không trải nghiệm chiếc Surface Pro Nên là hôm nay thì mình vẫn sẽ chia sẻ đầy đủ các yếu tố nhé về màn hình, điểm mà mình thích nhất đó chính là nó sẽ có tỷ lệ là ba chia hai Nên là dù kích thước là 13 inch nghe khá là nhỏ Nhưng mà cái diện tích tổng thể của nó nó lại rộng hơn rất là nhiều so với cả những màn hình 13 inch khác Cộng với độ phân giải cao là 2880 x 1920 Hình ảnh nó cực kỳ là sắc nét Nên là thông thường mình sẽ để cái tỷ lệ màn hình nó sẽ nhỏ hơn một chút để mà có thêm không gian tương tác Thành ra, nói là màn hình 13 inch nhưng mà thực tế trải nghiệm ấy Mình cảm thấy rằng nó rất là thoải mái và không hề bị bí bức chất lượng hiển thị thì nó rất thoải mái rồi màn hình gương màu sắc nhìn trong độ sáng cao nhìn mọi thứ nó rất là tự nhiên à đây cũng là màn hình cảm ứng tần số quét 120 trăm hai mươi nhá làm việc cơ bản nó rất là mượt và khi mà anh em dùng bút ấy, thì cái độ trễ của nó cũng rất là thấp tuy nhiên cái bút surface pen này nó không có sự ma sát kiểu như là s pen của samsung hay là apple pencil thành ra thì nó cũng không có độ sướng khi mà sử dụng nó chỉ ở mức gọi là giúp cho các bạn take note cơ bản mà thôi chứ không sướng được như tablet đâu nha Ở phía cạnh trên màn hình chúng ta sẽ có rất nhiều cảm biến Trong đó nó sẽ được trang bị cảm biến xung quanh Để mà nhận biết được rằng là ánh sáng môi trường đang mạnh hay là yếu Để mà màn hình nó sẽ tự động thay đổi theo Và mình thấy rằng nó hoạt động rất là nhanh và hiệu quả Nó không biết được rằng khi nào mà mình tự động ra để mà nó sẽ sleep máy Và khi mà đi vào thì nó sẽ mở lên Và khi mà mở lên thì cái cảm biến bờ khóa khuôn mặt Nó sẽ giúp mình tự động mở máy luôn để mà làm việc Trải nghiệm nó khá là liền mạch về webcam nó cũng sẽ có độ phân giải là full HD, chất lượng mình thấy rằng là rất là tốt. Phía sau chúng ta lại có thêm một camera nữa độ phân giải là 10 megapixel. Nó cũng có autofocus hay là quay video full HD 4K hẳn hoi. Nhưng mà cũng không nên đòi hỏi quá là cái khả năng autofocus nó phải nhanh hay là chất lượng nó phải đẹp như là tablet được. Nó chỉ ở mức cơ bản mà thôi. Về hiệu năng thì phiên bản mình đang có ở đây là CPU Core i5 1235U phiên bản base nó sẽ mạnh hơn một chút xíu so với cả phiên bản Surface Pro năm ngoái Một chút xíu thôi nhá Và nói thật ra là nó chẳng có quá nhiều những sự hấp dẫn để mà nâng cấp cả RAM 8GB LPDDR5 thay vì LPDDR4X Nó cũng không khác nhau quá nhiều Và đây thì vẫn là 128GB Cơ bản thì chiếc máy này nó vẫn sẽ đáp ứng được rất là tốt Những nhu cầu văn phòng cơ bản thôi Nhưng mà để mà so sánh được với cả năm ngoái Thì thực sự rằng là không có quá nhiều những sự nổi bật ở đây Và mình cũng chẳng hiểu sao là Microsoft lại tạo luôn gói Microsoft Xbox Game Pass Ultimate nghe khá là xị nhưng mà với cấu hình của chiếc máy này thì anh em chẳng chơi được những game nặng nào cả ngoài mấy cái tựa game esports quá là phổ biến như là LoL, Valorant hay là CS:GO và nếu mà có chơi thì nó cũng sẽ chỉ ở dừng lại ở à mức chơi được thôi chứ với 8 GB RAM và cả đồ họa tích hợp Intel Iris Xe 80 EU ấy thì cũng không nên kỳ vọng quá là nhiều và một điều khá là thú vị đó chính là năm nay Surface Pro 9 chúng ta sẽ có thêm phiên bản chip ARM Microsoft SQ3 được phát triển bởi ARM và Microsoft đúng như vậy cái từ giờ trở đi thì cái dòng Surface Pro X nó đã được nhập vào so với cả dòng Surface Pro 9 luôn. Có lẽ giờ ở đây vẫn là dòng chip đang trong giai đoạn thử nghiệm và nó cũng chẳng có bất kỳ một điều gì ấn tượng cả à, đủ để mà Microsoft cho nó một cái tên riêng hay là cho nó một cái thương hiệu riêng à, nên là Microsoft cũng nhập luôn vào đây. Điểm khác biệt ở đây đó chính là cái phiên bản chạy chip ARM nó sẽ nhẹ hơn một chút và nó sẽ có kết nối 5G, còn phiên bản Intel mình đang có ở đây nó sẽ không được kết nối với 5G. Mình nghĩ rằng ở đây cũng chưa phải là một vấn đề gì đó quá là lớn Bởi vì 5G nó vẫn chưa quá là phổ biến Chưa cái việc là nó gây nóng máy và hao pin hơn Nhắc đến thời động pin thì năm nay thậm chí rằng là nó sẽ kém hơn một chút so với cả phiên bản năm ngoái Đấy là theo trang chủ của Microsoft công bố nhé Còn thú thật là mình cũng chưa trải nghiệm quá là lâu để mà test xem là cái thời động pin chính xác của nó là bao nhiêu Còn trong vào khoảng là 3 ngày sử dụng thì mình sẽ ước lượng nó vào khoảng là 6 cho đến 7 tiếng Tóm lại thì trong video ngày hôm nay thì dù mình dùng một vài những từ ngữ hơi chê quá cho chiếc Surface Pro 9 này Nhưng mà mình vẫn phải khẳng định với anh em một điều rằng là đây vẫn là một dòng máy cao cấp Và nó vẫn đem lại những trải nghiệm nó rất là khác biệt, rất cá tính và rất tốt à, Mình chê hết là bởi nó quá giống so với cả phiên bản Surface Pro 8 Nên là một cái lý do duy nhất để mà mình nâng cấp lên cái phiên bản Surface Pro 9 này Đó chính là nó nằm ở những cái màu sắc mới Bởi vì nhìn nó cá tính hơn và nó lạ hơn đó là theo quan điểm của mình. Còn có thể là đối với cả anh em thì anh em sẽ thấy rằng là dòng Surface Pro 9 này nó loại bỏ đi cái giải nhựa, kết nối nó thay đổi. Thì anh em sẽ cần những thứ đó hơn. Còn cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái chi phí bỏ ra cho chiếc Surface Pro 8 là nó hợp lý hơn rất là nhiều. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về dòng máy này? Thì hãy cùng comment phía bên dưới nhá. À, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.